Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang nam em cùng loạt sau việc bất ngờ đổi đời sau nhiều năm hoạt động nhờ điều này. Bước chân vào nghề với mức cachet vài triệu đồng hay thậm chí chỉ ở khoảng vài chục nghìn, thế nhưng nhiều nghệ sĩ cũng đã có bước thay đổi đáng kể sau nhiều năm hoạt động. Trường Giang đi từ mức cachet vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng, Oren được trả cao gấp 30 lần chỉ sau một vài hit lớn. Trường Giang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó quê gốc Quảng Nam, là con kế út trong nhà. Nam danh hài trải qua một thời gian dài khi gặp khó khăn vì kinh tế hạn hẹp và mất mẹ lúc còn nhỏ. Vào thành phố Hồ Chí Minh, anh theo học trường sân khấu điện ảnh và phải ăn nhờ ở đậu nhà người quen để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nam danh hài từ lúc này đã đi làm đủ thứ nghề, từ bán nước vỉa hè đến phục vụ tại vũ trường. Có thời gian, Trường Giang bị đuổi học vì không có tiền đóng học phí. Năm 2007, Trường Giang bắt đầu đi diễn những vai quần chúng ở sân khấu Nụ Cười Mới. Như bao người khác ở thợ mới vào nghề, cachet của danh hài rất khiêm tốn, chỉ khoảng 50.000 đồng. Sau một thời gian hoạt động, Mười Khó dần phủ sóng khắp làng giải trí Việt và hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, MC chương trình truyền hình. Trở thành sao hạng A, Trường Giang cũng được trả thù lao cao ngất ngưỡng trong mọi hoạt động. Được biết con số để năm danh hài biểu diễn, một tiết mục là 40-60 triệu đồng, làm MC cho một tập chương trình truyền hình ở khoảng 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, thu nhập của anh cũng đến từ việc đóng phim và quay quảng cáo. Nam em, cũng giống như Trường Giang, nam em xuất thân từ gia đình nghèo khó, bố mất sớm. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi trở thành hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2015 và tham gia Miss Earn 2016 với thành tích ấn tượng. Trong nhà người đẹp của showbiz Việt, nam em luôn được đánh giá là một cái tên nổi bật với nhan sắc thu hút, sở hữu giọng hát hay không kém ca sĩ. Bước tiến đáng kể nhất trong sự nghiệp của nam em là khi vướng ồn ào làm người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của Trường Giang và Nhã Phương. Sau vụ lùm xùm này, cachet của mỹ nhân cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu như trước đây, nam em sẵn sàng gật đầu với thù lao dự sự kiện với giá 1.000 USD khoảng 23 triệu đồng, thì hiện giờ con số này được nhân lên đến 2.000-3.000 USD khoảng 46-69 triệu đồng. Bên cạnh đó, nếu như nam em xuất hiện và chia sẻ những câu hỏi liên quan đến sự nghiệp, tình cảm thì cachet phải lên đến 10.000 USD khoảng 230 triệu đồng. Đây là con số thuộc hàng cao ngất ngưỡng đối với hoa hậu và những nghệ sĩ nổi tiếng. Oren lần đầu bước chân vào showbiz khi trở thành học trò của Hồ Ngọc Hà ở X Factor 2014 và đoạt quán quân trong Người Hóa Thân số 1. Dù sở hữu giọng hát nội lực, nhưng thời điểm đó cô nàng sinh năm 1997 vẫn chưa để lại dấu ấn gì đặc biệt. Cho đến năm 2018 khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc Người Lạ Ơi kết hợp cùng với Karis, tên tuổi của nữ ca sĩ mới thật sự bùng nổ. MV này giúp cho nữ ca sĩ thu về nhiều thành tích ấn tượng, giải thưởng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thù lao đi hát của nữ ca sĩ cũng tăng đáng kể sau cú hit này. Theo nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tiết lộ, mức cachet của rapper Karis tăng gấp 3 lần sau hit này, còn với Oren là tăng những 30 lần. Diệu Nhi, từ năm 2014, Diệu Nhi được khán giả biết tới khi đảm nhận vai diễn hài hước trong Chiến Dịch Chống Ế. Lúc này, nữ diễn viên chỉ vừa mới vào nghề và bồi đắp kinh nghiệm trong việc hoạt động ở sân khấu kịch. Mới bước chân lên sân khấu khởi đầu với vai diễn quần chúng vô danh, cachet của Diệu Nhi chỉ ở khoảng 150.000 đồng mỗi đêm và tăng lên 200.000 đồng sau một năm hoạt động tại đây. Đến năm 2018, nữ diễn viên Ngày Mai Mai Tính được trả thù lao cao gấp 4 lần khi biểu diễn sân khấu, chưa kể thu nhập của cô còn đến từ việc quảng cáo, đóng phim. Sau 5 năm làm nghề, nữ diễn viên còn tích góp đủ tiền để tổ chức mini show cho mình. Không tên không tuổi bước chân vào showbiz, Diệu Nhi Trường Giang từng chật vật vì cachet thấp. Thế nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ và có cả sự may mắn, họ phương mình lên vị trí sao hạng A và cũng được trả mức thù lao xứng đáng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.